Xin chào tất cả các bạn. Đây, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn là hạt giống, nó là hạt giống cà tím dài. Cái nhãn này của nó là OP nhé. Thấy này. Thì với cái dòng cà tím dài này là hàng của Thái thì đều là nhập khẩu nguyên tem từ bên Thái Lan. Em nhập từ bên Thái Lan về luôn. Đây, bao bì người ta làm như thế này. Chữ OP này. OP là hàng cũng tương đương với hàng của F1 đấy. Hạt giống đạt khá là chuẩn luôn, được 3 gram, được rất là nhiều hạt luôn. Cái cà tím này thì trồng nó cũng dễ lên thôi, không khó. Mà cái khí hậu của bên Thái Lan thì nó lại tương đương với khí hậu Việt Nam của chúng ta, cho nên là các bác mua cái loại hàng này về thì các bác yên tâm, về vấn đề khí hậu thì không phải lo đâu ạ.